Z-Dragon, tôi phải ra nhạc vì năm nay là năm rồng, nếu để qua năm thì sẽ là rán mất rồi. Quả nhiên anh Long đã có màn comeback chấn động, đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại. Đêm trước ngày Halloween 2024, Z-Dragon đã hù dọa fan hâm mộ khi đột ngột livestream phần âm nhạc từ ca khúc mới nhất mang tên Power. Đúng 16 giờ chiều ngày 31 tháng 10, thủ lĩnh của Big Bang Z-Dragon đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Power Sit Dead. Power gây chú ý khi là sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên sau 7 năm ngủ đông. Ngay từ giây đầu tiên trong MV, GD đã gửi lời chào không thể ấn tượng hơn. Đoán xem ai đã quay trở lại đây, là chàng trai của công chúng GD này. Một tuyên ngôn tự tin đúng với cá tính không khoan nhượng trong âm nhạc của anh chàng. Tiếng kèn trumpet gây nghiện bắt đầu bài hát lôi kéo người nghe. Power cũng là cụm từ lặp lại có chiến lược, chèn chữ mới và đài từ linh hoạt cột mark GD, thể hiện rõ thông điệp thay vì rơi vào bẫy phần lời lặp lại sáo rỗng để dư nhạc quá nhiều. Ca khúc có giai điệu gây nghiện kết hợp với phần rap mạnh mẽ của Z-Dragon theo phong cách hip hop. Galaxy Corporation mô tả lời bài hát chứa nhiều tầng ý nghĩa, mời mọi người nghe suy ngẫm về những ý nghĩa sâu xa hơn. Bên cạnh một số bối cảnh gợi nhớ về các sản phẩm âm nhạc trước, MV Power sử dụng những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng về truyền thông như phòng tin tức thời sự, mạng xã hội, photobooth, sân khấu trình diễn. Trong đó, ngoài thủ lĩnh của Big Bang, các nhân vật đều được che kín mặt bằng trang phục trùm đầu màu đỏ. 7 năm không ra nhạc solo, Z-Dragon vẫn rất nắm bắt những xu hướng âm nhạc mới nhất. Power có thời lượng dưới 3 phút, ngắn nhất trong số các tác phẩm solo từ trước đến nay của anh, bắt nhịp với trào lưu giảm độ dài ca khúc trong thời đại nhạc số. Điều này có lợi cho Z-Dragon khi cộng đồng fan âm nhạc chạy đua kỷ lục sau kè thành tích đến từng con số lẻ. Việc rút ngắn ca khúc giúp anh dễ ghi thành tích streaming bằng cách tăng số lần bài hát được replay. Đáng chú ý, Z-Dragon đả kích thẳng mặt truyền thông. Lời bài hát châm biếm đến cáo buộc chất cấm cuối năm 2023 đã vùi dập danh tiếng của ông hoàng K-pop. Power đại diện cho ý chí và nghị lực của Z-Dragon, đồng thời là tuyên ngôn khẳng định rằng âm nhạc chính là sức mạnh lớn nhất của anh. Cùng với những câu rap châm biếm, Z-Dragon dần dần đưa người nghe khám phá về sức mạnh của các phương tiện truyền thông cũng như thời trang phá cách và biểu cảm tinh nghịch, tươi vui của Z-Dragon trong MV được xem là yếu tố thu hút người xem. Ông hoàng giải trí phô diễn nhiều vũ đạo độc đáo, không ngại bẹo hình bẹo dạng cùng nhiều meme hài hước ngập tràn năng lượng đúng với tinh thần ca khúc Power. Thông qua ca khúc mới, Z-Dragon tuyên bố thể hiện cá tính bằng âm nhạc. Đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới và tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người nghe nhạc của tôi. Dù là sản phẩm solo nhưng Z-Dragon vẫn không quên nhắc đến Big Bang. Khoảnh khắc hình ảnh năm cánh tay của các thành viên xuất hiện khiến nhiều khán giả xúc động. Sau nhiều biến cố, huyền thoại của K-pop một thời hiện tại chỉ còn 3 thành viên, sân khấu đầy đủ các mảnh ghép là điều khó có thể xảy ra. Với cương vị là trưởng nhóm, người sáng tác chính của Big Bang, Z-Dragon vẫn luôn tận tâm và nhiệt huyết sau gần 2 thập kỷ. Power không phải là MV one shot đầu tiên của K-pop nhưng chắc chắn đã ghi tên vào danh sách khó thực hiện. Bởi những sản phẩm đi trước như Ground của EXO hay Save Me của BTS chú trọng vũ đạo và diễn ra ở một set quay cố định. MV Friday của IU thì chỉ có 2 diễn viên khiến mọi thứ dễ kiểm soát và ít mắc lỗi hơn so với cả dàn cast hùng hậu mà Z-Dragon mang đến. Nhìn chung, Power vẫn là một ca khúc mang đậm chất Z-Dragon từ hình ảnh cho đến âm nhạc. Khán giả dễ dàng nhận ra sự quen thuộc của những MV đình đám một thời từ Z-Dragon như Crayon, Go, Crooked. Tuy nhiên, ca khúc này có phần vui tươi và màu sắc có phần trong sáng hơn. Ngoài ra, Z-Dragon cũng không áp dụng quá nhiều kỹ thuật quay dựng cho MV mới, nên dù đáp ứng được tính thẩm mỹ cá nhân thì chưa thực sự bùng nổ về mặt thị giác. Dù là vậy, ngay cả khi MV Power chưa phát hành, từ khóa về bài hát đã đứng đầu lượt tìm kiếm của tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc ở xứ Kim Chi. Vì MV Power mang trong mình phong cách đánh nhanh thắng nhanh nên ca khúc này leo nóc Melon Hot 100 chỉ sau 5 phút lên sóng. Leo chart thần tốc, ca khúc nằm vị trí thứ nhất của Bugs, thứ hai của Melon và thứ hai của Jennie. Thành tích này ao trình mọi nghệ sĩ K-pop, phá kỷ lục Perfect OQ của Rose đang có với APT. Có gần 200.000 người theo dõi công chiếu MV. Tại Trung Quốc, anh Long đạt chứng nhận vàng, bán ra hơn 100 bản chỉ sau 4 phút ra mắt Power. Chương trình You Quiz on the Block phát sóng tối ngày 30 tháng 10 có sự xuất hiện của nam thần tượng cũng đạt tỷ lệ người xem là 79,6%, mức rating cao nhất mà Thi Vinh từng đạt được.
Trước thêm gia nhạc, G-Dragon đánh sập Melon, nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc vì lượng truy cập quá tải, đủ cho thấy sức mạnh danh xưng ông hoàng K-pop không phải dạng vừa. Lượng người nghe độc nhất trong giờ đầu của Power đạt 83.313 người. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong 3 năm gần đây. Không phải tự nhiên trưởng nhóm Big Bang có thể mạnh mẽ tuyên bố mình ở đâu là hot ở đấy. Thực tế chứng minh trong suốt 18 năm sự nghiệp, anh luôn là biểu tượng hàng đầu của K-pop. Sau khi trở lại với Power, G-Dragon sẽ biểu diễn tại MAMA Awards 2024 vào ngày 23 tháng 11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Đây sẽ là màn biểu diễn đầu tiên của anh tại lễ trao giải này sau 9 năm. Một số bình luận nổi bật. Cuối cùng thì G-Dragon đã trở lại. Tôi cảm thấy như ngày đầu nghe nhạc của anh vậy, thực sự nổi da gà. Ông Hoàng đã trở lại, gửi từ Việt Nam với rất rất nhiều sự yêu thương. Tôi tưởng mình đã không còn thích thần tượng nữa vì tôi già đi, nhưng không phải như vậy, chỉ là vì không có gì đi. Ngay khi xem MV của Kwon Ji-jung, trái tim tôi như rung lên, đập như điên mà không thể nghe thấy anh đang hát gì. BTS đầu tiên và duy nhất của tôi từ thời tiểu học cho đến bây giờ. Nếu không có G-Dragon, tuổi thơ của tôi đã rất buồn tẻ. Trên các diễn đàn, cư dân mạng liên tục chia sẻ về MV mới của G-Dragon. Netizen nô nức phân tích thông điệp, thảo luận về hình tượng mới của G-Dragon. Chỉ bấy nhiêu, đủ cho thấy tên tuổi G-Dragon chưa bao giờ nguội lạnh. Dù có vắng bóng lâu đến thế nào, chỉ cần anh Long comeback, cả châu Á sẽ nổi bão chờ đợi. Trước đó, trong tối 30 tháng 10, G-Dragon đã xuất hiện trên sóng sâu thực tế của MV quốc dân Yu Ye Suk. Tại đây, anh hé lộ thông tin động trời rằng màn trở lại của bản thân với MV mới Power sẽ trình làng ngay sau khi show You Quit on the Block kết thúc. Anh cũng nói thêm rằng, trong suốt 7 năm qua, tôi cảm nhận được sức mạnh rất lớn của truyền thông. Vì vậy, bài hát này không chỉ nói về điều đó mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa khác. Thông tin này đã gây một fan chấn động cho các fan bởi trước đó nam ca sĩ không hề công bố bất cứ thông tin nào về ngày giờ phát hành sản phẩm. G-Dragon đã chờ đến những giây phút cuối cùng để đánh úp truyền thông và khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ trong những ngày quay MV rằng, tôi giống như G-Jung, nhiều đến mức cảm thấy như đã đến lúc tìm lại G-Dragon. Cảm giác như tôi đang quay lại với thói quen thường ngày của mình, với những thứ như máy ảnh, trang điểm, cạo râu, đi giày tây và gặp gỡ những người nổi tiếng khác. Tôi chỉ mới bắt đầu quá trình trở lại, vì vậy tôi vui vẻ thực hiện mọi thứ từng bước một. Khoảng 10 năm đã trôi qua kể từ khi tôi ở độ tuổi đôi mươi. Vì vậy tôi đã cho phép mình thoải mái hơn theo cách tốt đẹp. G-Dragon cũng đề cập đến những khó khăn mà anh phải đối mặt khi sống dưới ánh đèn sân khấu với tư cách là một trong những người nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh chia sẻ, sau khi sống một cuộc sống hào nhoáng như vậy trong hơn một nửa cuộc đời, những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi lại nảy sinh. Tôi cố gắng quản lý hết mức có thể, nhưng tôi thường cảm thấy bị dồn vào chân tường mà không có câu trả lời. Ngay trên sóng truyền hình, nam ca sĩ đã nghĩ về khoảng thời gian trở thành thực tập sinh tại SM. Em đã đi trượt tuyết cùng gia đình và khoảng thời gian đó đã có rất nhiều cuộc thi nhảy. Mẹ em thì đã luôn khuyến khích em đi thi. Và năm em đứng nhất, người chủ trì cuộc thi nhảy là thầy Lee Suman. Sau đó, em đã có 5 năm làm thực tập sinh SM. Tuy nhiên khi nhìn vào các tuyển bối tại công ty, em lại cảm thấy đó không phải những gì phù hợp với bản thân mình. Em không tìm được những gì mình cần làm khi còn là thực tập sinh. Em đã nghĩ mình nên thử học rap. Lúc đó em 13 tuổi nên đặt tên bài hát là My A is 13. Em đã được YG chiêu mộ nhờ bài hát đó. Khi còn nhỏ, em là một đứa trẻ đầy nhiệt huyết. Em còn không quan tâm đến việc được ra mắt, sự nổi tiếng hay bất cứ điều gì tương tự. Mục tiêu của cuộc đời em lúc đó là liệu em có trở thành một ca sĩ thực thụ hay không. Có thể nói G-Dragon comeback một phần không phải để thấy sức mạnh về âm nhạc mà còn cho tất cả mọi người thấy về sức mạnh của truyền thông và cũng thể hiện đẳng cấp của ông hoàng K-pop vẫn còn đó dù đã vắng bóng 7 năm.